không chậm chậm kiểu gì. Ví dụ như chúng ta dậy 3 trận thì chúng ta đánh được tầm khoảng 2 rưỡi là xong rồi. Hạt gấc ấy, cái quả gấc mà chúng ta hay đổ xôi ấy, thì mình sẽ chơi bằng hạt đấy. Thường là mình sẽ, các bạn không biết chơi gấc à? Trời ơi, các bạn, tức là các bạn không có tuổi thơ, các bạn sẽ thiếu một điều đấy. Ok, Audience và Elsiop, let's go. Mùa này đánh online quá ạ, tại vì là dịch. Chúng ta chờ xem là Audience chắc chắn là Skeleton Barrel rồi, bởi vì là cái deck này cực kỳ là hot ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là cái thẻ bài này. Baby Onion mình Wave Jack, bởi vì là mình thiên về một cái deck Wave Jack có Musketeer và có Barbarian, đặc biệt là cái deck có Musketeer và con Nai nữa. Nhưng mà đây là có hút rồi, đây là một phiên bản khá hợp lý cho cái địa điểm hiện tại. LCO thì anh ta đang chơi một cái deck có Miner và Skeleton Barrel. Có cả Mini Becca nữa. Deck của Adrian thì anh ta không thiên về bếp mà anh ta thiên về gọi là để chống Vida thì đúng hơn. Hút mùa này mạnh quá, mình đặc biệt đúng là mình chơi mấy game thì mạnh quá. Nó mạnh hơn cả hút của Barbarian. Rồi, những cái tên đầu thực sự, những cái deck bếp kiểu này rất là khó mà mình đoán cái thẻ cuối cùng của Elsiop là Poison thôi. Chúng ta hình dung được là cái deck của Elsiop là như nào rồi. Liệu rằng là Onion có chơi Midtown hay không? Win Condition đây rồi, chưa có. Cái deck của Elsiop thì nó hiện ra rồi. Royal Zion, con Hunter vừa ra rồi, chúng ta sẽ bị Outcycle. Nhưng rất là đáng tiếc khi Audien anh ta chỉ có một con Equip thôi. Để mà nói thực sự mà đánh theo cái tốc độ của Elsiop thì gần như là Audien sẽ không thể. Tuy nhiên chúng ta sẽ có 2 hit đến từ con Equip. Không, chỉ có 1 hit rồi. Bây giờ đặt hút tiếp đi. Ôi giời ơi, anh ta cố gắng để xoay ra một con Equip. Tuy nhiên nếu mà cứ đánh như thế này thì thực sự là Audien sẽ rất là khó đánh trong game tiếp theo. Trong cái turn tiếp theo mình nghĩ anh ta cố gắng đặt hút thì tốt hơn. Đặt hút như thế này rất dễ bị poison. Rất dễ bị poison trong cái turn này. Miner đẩy lên rất khó chịu, đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Có tornado ở trong tên này không? Trong mình nghĩ là không có rồi. Đó là một hình như mình nghĩ là một cái earthquake thì đúng hơn. Rồi ở dây là earthquake, nhưng mà trong cái bài này mình nghĩ là earthquake sẽ không hợp lý một chút nào. Khá là đen cho Onion. Lightning có quá nhiều Eli để cho cái tên vừa rồi. Lượng máu bây giờ là không cân bằng, có lợi thế hơn 20% cho Elsiop. Nhìn vào cái cơm vừa rồi anh ta có một cái tornado để dỡ mà quá tuyệt vời luôn. Baby đi đằng sau, Poison sẽ không chết được. Chặn được Dark Skeleton Barrel đây rồi. Bây giờ dành đẩy lên luôn, hợp lý. Làm sao để giết con Hunter để ăn chút? Thêm một hit của Ryder Zion được lắm. Con Mini Becca đẩy lên không kịp. Khá là căng. Poison rất nhanh. Và mình nghĩ là cái tuần cuối cùng đánh ta Mini Becca vào chung. Không kịp. Ryder Zion đẩy lên và Lightning. Tuần này sẽ có cần phải Lightning. Tuần này phải Lightning vì không còn cơ tuần nào khác được nữa. Phải Lightning. Phải Lightning. Lightning. Wow! Elsiop anh ta đã cố gắng thành công, hay quá. Yeah, what the? Ryder Zion nên hút. Snipe combo this season. Thực sự là mình thấy là Audien anh ta cũng khá là. Ok, Ice Law và Big King. Let's go. Ice
I see, Musketeer, Hot Cycle không nhỉ? Hot Cycle đúng là bá đạo. Snowball. À, Luber, đây là Deck Balloon. Balloon, Balloon với lại Luber chắc. Balloon và Luber. Và anh đi kinh em ta sử dụng cái Deck cũ rồi. Deck này cực kỳ là... À, Ice Law hình như anh ta sẽ có một rồi đặt bát rất tốt, mình nghĩ là cái bát này cũng cắm fan em yêu. Yes Balloon, đây là Deck Balloon, nhưng mà mình thấy là Rascal nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Ice Law anh ta vẫn chưa thể công ba mất công ba luôn ở trong cái tên này được. Anh ta rất cẩn thận. Đúng rồi. Đây là thời điểm Rascal đẩy lên. Rascal đẩy lên trong cái tên này thì Ice Law anh ta sẽ cố gắng là công ở phía bên kia hoặc là công phía bên này khi mà defend được tên của Rascal hợp lý. Chúng ta có đọc được bài không? Đọc được bài đi. Đấy nào, đây là Balloon. Xuống đi. Bomb Tower trong cái tên này thì gần như nó sẽ hơi bị vô dụng một chút. Đàn bát đã qua bên kia rồi, có Snowball không? Không có Snowball trong tên này rồi. Không có đam. Mà nó lại tự nhiên nó bị xuống. Hơi drop FPS quá. Trong website của Trung Quốc này họ mua, họ bắt là phải đăng ký. Cái đăng ký như này có một đam. Rồi anh ta thả một con Lumber để cố gắng là giết được con Reset bên này. Dùng Miner để tanh rồi. Bơm máu cho con Lumber. Nhưng mình khá là khó trong cái tên này. Preset nằm xuống, nằm xuống. Không chịu, con Preset không chết. Đây là một deck mà cực kỳ là khó chịu. Đối mặt với anh ta là Bi King, một người chơi và cực kỳ là kinh nghiệm. Mình chưa nhận ra là một ước tưởng là sẽ bị công như thế bên nào. Bởi vì cái thả Lumo Jack này nó rất là khó. Anh ta còn phải đép được cái đàn Skeleton Barrel này nữa. Miner bọc lốp, nhưng mà có thể kick kill con Miner không? Được thôi. Con Preset có bắn được không? Không kịp. Lại là một cái deck counter. Ở trong matchup này mình rất mong sẽ có một con Wizard, nhưng mà chứ không phải là con Lumber. Musketeer nó vẫn có thể dùng được. Ở đây là thời điểm nó cầm rất tay như thế nào. Không giết được con Princess. Qua khó. Còn Heal Spirit ở trong cái bài này nó cũng không thể phát huy được tác dụng của chính mình nữa. Dragon Barrel đánh hai bên thế này cực kỳ là khó chịu. Với những cái deck mà không có Splash Dam, Heal Spirit cực kỳ là khó. Em ta không phát hiện, không phát hiện được chính mình nữa. Miner bắt đầy lên, làm tanh rồi. Ba lưu mang chú ba lưu hoàng chú. One hit, two hit, wow. Một pha gọi là lọt khe. Mình không nghĩ là cái tên đấy là lọt khe nhanh như vậy. Miner đẩy lên. Snowball đâu? Chúng ta cần Snowball. Ba bé thủ được cái tên bên phải. Đúng rồi. Skeleton thủ được không đây các cháu ơi? Miner đẩy lên, bắt phải họ phải thủ. Bạo bom. Balloon đẩy lên nhé. Bắt họ phải thủ Freeze. Balloon phải trung công, không có đam rồi. You need a lock. Và con IC, đặt con IC, đúng rồi, hợp lý, Seal Speed. Quả may mắn trong cái tên vừa rồi. Quả may mắn, quá tên. Nửa phút nữa.
Let's go. Good luck, Icelaw. Little Chen có liệu rằng có deck chơi deck của chính mình hay không? Cái deck back cực kỳ là khó chịu. Triple Wrap sẽ là game tiếp sau. No, on em đánh với Jeff là Ryan, thấy là cái deck spam mà, biết spam mà, cái cả spam. Không phải biết spam. Ok, chúng ta sẽ để lộc chắp này đây. Hơi hồi hộp một chút. Không ai muốn thả quân. Nova có, nhưng mà chắc chỉ làm màu thôi, đánh gì. Golem ở trong cái deck bait, trong cái meta này, thế nó biết là nó có phù hợp hay không. Ngồi nhìn nhau hết trận. Ngày xưa Icelaw anh ta phút cho cái ác mông gì. Nhưng mà giờ thì anh không biết anh ta phút cho ác nào đấy. Mình không biết được. Đã rất lâu rồi mình không biết là anh ta phút cho ác nào. Đúng biết nào là thường hay nhìn nhau đấy. Hoặc lava. Mình thấy có một cái deck lava cũng khá là hợp lý. Ở trong cái meta hiện tại đó là cái deck lava Dark Prince. Và có con Infernal Tower, Infernal Dragon Miner. Đó là lava, không phải lava Miner. Đó là lava Miner chứ không phải lava Loom. Đấy là một cái deck mà có Miner thực sự. Dùng Miner để móc lốt các Queen Condition nên là những cái pha defense hợp lý. Deck này thì Kip không biết anh ta đánh nhiều. Ây, Elixir Golem bị đào luôn. Bên kia là Little Chan deck. Oh my god. Anh thấy đúng là deck của anh ta. Và đây là đánh Goblin. Rồi. Còn Giant Skeleton may quá, nó đi lại đi về phía sau, hợp lý. Còn đây là một cái deck có hút. Vâng, đúng là anh ta thay đổi cho meta, đúng là một cái điều thông minh và chuẩn. Liệu rằng là Icelaw anh ta có spam được nhiều con Electro không? Spam được nhiều Electro Dragon ở trong cái turn này, anh ta thắng được gần như 100%. Và phải giết được con Dark Goblin. Giết Dark Goblin đi. Làm gì thì làm, giết Dark Goblin trước hợp lý. Đừng để nó bị bắn vào con đường Electro. Có thể thắng được trong cái game này. Có thể thắng được trong cái game này. Icelaw anh ta có lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng mà liệu rằng anh ta có để quân được tốt hay không? Poison đấy rồi, Poison lỗi. Anh ta chậm mông một chút có thể bắt được con Goblin ở phía bên kia. Thì sẽ là perfect cho cái turn vừa rồi. Perfect luôn mình. Giết được con Dark Goblin đi vào đây là Tornado. Hình như Tornado khi mà cái kia là Drop. Ôi, The Drop lỗi. Tornado quá sớm. Thôi xong rồi. Các bạn đang chơi cái mẹo gì đây? Thôi xong rồi. Rồi xong rồi. Nếu chúng ta thấy cái game vừa rồi đó là may mắn thì bây giờ chúng ta không còn may mắn nữa trong cái game tiếp theo đây. Quá dần chưa? Dùng Skeleton, dùng Tornado hợp lý. Liệu rằng nhận Tornado không có Squack. Thôi xong, không có đủ rồi. Bây giờ họ mà đẩy Royal Dragon nữa thì không còn thời gian nữa rồi. Dark Goblin. Phải qua dần Dark Goblin rồi. Còn đấy làm xuống nhưng mà hết máu rồi. Rồi GG. GG, Tornado. Được. Baby có kịp không? Baby có kịp không? Kịp không? What the fuck? What the fuck? Holy shit! Oh my god.
就是 Look baby, jump in. 我觉得还是小陈那次做一手直接嘛，下来了就我也不行军工核心，我就直接地震，把他们，我靠无上防守，然后地震蹭了一个，翻一个人，叫好。 然后 是 从后面就过分了。 chỉnh chu quy củ và đẹp chứ. Nếu mùa này mà không lấy là mùa này đánh cờ bên Trung Quốc. Ok, và đây ra là chọn thẻ. Lý Tổ Trang đã chọn xong rồi. Đúng rồi. Good luck. Đúng, hợp lý. 2 tuần vừa rồi mình ở nhà đúng cái cúp ở mầm đánh mấy trăm trận, 1000 trận trong 7 ngày chứ. 1000 trận thì chưa đến nhưng mà 800 thì là hơi đã hơn rồi. Ok, xuất phát anh ta có lock nhưng bài xấu. Cái kiểu mà đánh trần dữ này, một là bài xấu, hai là kiểu bí đạo. Nhưng mà The Rap thì nó chả nói điều gì cả. Chắc là bài xấu. Một bài xấu, hai là bài quá xấu. Ôi, thả Nai Vick cây đầu tiên nhỉ. Lai Mơ Xin, thì xuyên con Nai Vick này. Mega, đây là Lava đây, Embogram đây. Bên kia lại là, mình biết à, Freeze. Đây là deck cơ bắp đây, hai bên đều là deck cơ bắp. Cái deck của Little Chan mình ngay nghĩ ngay nó một deck rời hot. Không biết liệu anh ta có chọn được deck đấy không. Nó scale gì mình đúng là deck cơ bắp thật. Đúng, cái Kahoot Zappy được Rascal đây rồi. Mega Knight, deck cơ bắp quá. Sao các bạn là được đấy, top 1 đây là Motor. Bạn là Nine Wick đấy lên. Support cho con Mega Knight. World Fireball. World Fireball là à, hợp lý, bởi vì là bên kia họ cũng cân bằng Elise. Họ thủ, họ cũng không thủ, không còn được Elise. Nên là dùng Fireball và Snowball những cái thêm vừa rồi hợp lý. Cần bản Eli và chúng ta đang có lợi thế một chút. Rascal đẩy lên. Hợp lý để Mega Knight, hợp lý hơn là mà chúng ta cứ cố gắng đẩy con Prince. Vì là Rascal nó sẽ thịt chết con Prince ngay. Là anh mới xin Fireball không? Mega, ra Mega để vào vả. Rồi hợp lý, Fireball cho bàn Zappy. Fireball cho bàn Zappy và đẩy một con Prince ở phía bên kia. Hợp lý. Bài quá đấy à, họ đánh cứ như là ôi Win Collection bên kia họ có mỗi motor không thôi. Prince đẩy lên Mega Knight không kịp. Mega Knight đẩy lên họ bên kia bị thịt thiệt, thiệt Eli. Và đây là Fireball cho Dan. Giữ lại Fireball như thường trạng anh ta đang đẩy xuống. Nằm ở trong một thế gọi là bí quá. Hơi bầu bí. Rascal đẩy lên. Nhưng mà anh ta đang bị vượt thề Eli quá nhiều. Rồi một con Prince phía bên này bánh cực kỳ là khó chịu đến từ Benr. Tham mình không kịp rồi một con Prince. Benr anh ta thả một con Prince cực kỳ là đắt giá, cực kỳ là đắt giá. Đây là draft không phải là cái deck chính của họ nhưng vì vậy ta cũng không thể nói lên điều gì được. Quá đen cho Eric Chen cho cái tên vừa rồi. Quá đen. Bản thẻ cuối cùng của Banner là gì đây? Chắc chắn là sẽ một không phải là một con bé Edison đâu. Đàn bác đã cắn cổ chủ rồi, rất nhiều đàn. Fireball, GG. Quá khó. Thôi quá đen cho Nova ngày hôm nay. Quá đen, quá đen, quá đen. Phải nói là hôm nay đen, có lửa đen nó lại còn lửa. Không đủ thời gian để cho họ có thể có một cái tên là Prince. Ok, congratulations Nova. À nhầm, congratulations kick. Rồi, chúc mừng, cảm ơn anh em xem ngày hôm nay nhé. Bye bye. See you. See you.